Thung dung tiết ngày lành, tiếng mở thung dung nghe tam tòa tiền thánh nghe công đồng nghe mẫu giang nghe đàn duyên tiên tiên nghe cung tình mày để nhất thiên tiên anh vân công chúa thượng thiên mẫu cử về vân các thôn quê đất phủ dày vân các thôn quê nghĩa thiên bàn nhà lê cài sơn a di đà phật lộ hương xạ nhiệt pháp rơi mong quan chư phật đại hội tất gia văn tùy sư kê tường vân thành nghĩ phương ngân chư phật hiện toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát sẽ loan thanh gia hồi cùng đệ nhị thanh tiên đi cùng thịnh mời đệ nhị mẫu thanh tiên đi tích sơ hiện hóa trong đệ nhị sau sơn đi xuân đồi ngang cùng nơi phố cát đi riêng một bầu gió mát đi trăng thành bát cảnh rành rành đi tiếng đồn bát cảnh đi rành rành lầu hồng hoa xanh thành ngờ khôn thay a di đà phật chiến nạn hải ngạn lô nhiệt minh hương gia du từng mẫu lưỡng vô ương hỏa đội đắc thanh lương chi tâm kim được nhất chu biến thập phương nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát thánh giả đệ tam thanh tiên cung tình mời thanh mẫu đệ tam xích lần lòng nữ mẫu ngự đền thoại cung sớm kết loạn phòng kinh xuyên đi sớm kết ni loạn phòng thảo mai tiểu hiếp đem lòng gieo oan giới định chân nhang phần khởi sung tiên thượng đế tư kiện thành điện tại kim lô phong khoảnh khắc nhân luân tức viên mãn thập phương tích nhật giá du miên nạn tiểu tai xương nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha tát nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha tát nam mô a di đà phật sẽ lo thành giá tam quang chiếu bao la thế giới vầng nguyệt soi soi đòi nam thiên ngôi đền thờ phóng nghi nguyện vô biên dưới trướng công cho giáng xuân thoáng nghi thoảng mùi hương hồng hào sang nghi khắp đi bốn phương
kim ngành dương dụng giá xó bằng đường vàng ngọc nết na nhân tình sao đầu ngân hà ý. Nhân tính nhị sao đầu ngân hà, môi son vì mà phấn tóc đã sờ vân nên dáng thanh tân dịu dàng mà cách điều đó vô dụng quân nếu nhợt nhơ về nào mà chẳng sai lưng ý. Chúa đẹp làm sao sáng 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 người tiền
sang sang người tin thương. Hôm nay vui về ôi vì bạn đến gần. Cho dài nhất mi sang nhiều vòng lục gió như một năm ngoái năm xưa thành đông bọn kia sớm về phụng thờ 30 mùng một ngày 10 từ hôm rằm 30 mùng một hôm mi sắm 10 từ hai ngày về mi cho in cổ lo đức tình dung nghi giật mẹ ai biết phép ma tiên ẩn hình đồng cuồng sơn thủy hiệu tình ý
phong thường đăng tội linh. Ta thần bị cúc phục số yêu tinh hàng đầu, khắp đầu đầu nước danh mi thần nữ, số thượng ngàn lẫm liệt mi thần cơ tổ long bảo lạc tam cờ. Việt Nam có ngàn đông lộ, coi Bắc Kỳ có núi Tây Thiên. Giáng sinh xuống đời, dân sơn đình là nơi mi sở tài. Thấy một người khi khái mi khôn ngoan, mẫu phó cho bà phụng sự khói nhang. Thank you.
hạt bi ca phải đền, cắt nhật lương thời tiên số lai sáng về đây. Bài sai đố triệu lục cùng nằm bên nằm mái vốn dòng sương tre, tinh đỉnh hay bằng trúc bằng già bằng tre bằng nước cha vàng cơm không quan xa đường sang để ngại đường mây. Ngày hôm nay loan xa đi về đây sơn lâm hồ xê bên mi rừng một cây. Lục đạo chân lượng biết bao muôn loài soi đường lục đạo, muôn loài châm lối. Lên trên ngàn mũ đăng cho hai hoa, cốt bảo là đất xe ra đi là trời. Lên trên ngàn mũ đăng hai hoa, cốt bảo là đất xe ra đi là trời. Cất tay thiệt múa sông đăng, sông đăng chú múa dịu dàng khoan thai. Lên đài lên đài bạn ăn bạn già ý à. Anh đương tiên to xa lúc linh trong đền nối số đẹp làm sao ý à. Anh đương tiên to xa lúc linh trong đền ôi vì đẹp làm sao. Tam đảo Tây Thiên
trong sáng tin xuống sơn màu xanh đình lam, Chúa ngồi đó lòng trần mê đau xót, thương phàm trần bao kẻ bị uống mê nhớ xưa thái tổ chiều lên. Thank you.
chọn một đời làm mê phúc nghi cứu dân. Tiên sinh vì truyền phép đặt tên chú Nguyễn Hồ, tin đưa về tới mi kinh đô có chú mi Nguyệt Hồ. Người xem mê bói rất hay, xem xong giả sử năm nay. Cho dài nhật mới sáng nhiều, vòng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thánh đồng còn khuya sớm đi phụng thờ, 30 mùng một ngày 14 hôm rằm, 30 mùng một hôm đi rằm 14. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên tới cao sơn bạch ma hỏi thăm đền xuống nguyệt nơi nào hỏi thăm phố kép mà vào ý sinh ra tiên nữ kỳ tài ý sơn ni lâm các đồng
xa gần làm tôi. Anh linh lưng lẫy núi đồi. Bye.
sơn sang các đồng xa gần làm tôi anh linh lưng lẫy núi đồi
anh linh lưng lẫy núi đồi, nữ chung anh kiệt toàn tài thiên cung minh, vâng lệnh sai thiên định sắc chỉ chúa giang chân đường diệt lỗ tà kinh chúa sai vạn vạn binh hùng. Xa đâu đó dốc lòng không sai, chúa gì khắp mi bốn phương trời. Rực rỡ càng xinh
trắng đai xanh, lưng đeo xà tích ở bên mình tôi giao. Đôi mắt vượng hoa cài chậm dắt vận tràn sinh, vẻ mặt càng tươi môi son nở đó hoa cười. Lịch sử đôi mắt đi người thu ba, tóc rậm già rẽ đôi mi cánh phượng, nét cong cong muốn lượn mề đường tơ, chùa thác xinh xinh để liễu thân thờ. Được xuôi xuôi ngược trở về đồng tiền khắp mọi nơi kia.
đêm cầu lễ bái. Ai lỗi lầm xin Chúa đói lòng thương, giờ ai căn số dở dương. Khoan hò khoan đứng khoan hò khoan, khoan khoan hò khoan là hò ru. Lòng thành thắp một con nhang đi kêu cầu, đã nhất tâm chỗ cho sở cầu tất nâng, lại cứu người qua con sông luôn. Nước tiền đầy hết bụi sần, y a a. Chúa thác tự động chăm hoa ngắm nhìn theo, chăm hoa ngắm nhìn theo. Khoan phiêu biển chờ ơi, vai để cùng vượt hàn băng xuôi. Áo khăn phiêu biển chờ ơi, xuống tay về bàn làm vui bình. Mê thơm bay khẽ xùa sông sát gừng cay. Gừng cay
bí ngô mướp đắng, ngô khoai lạc vừng. Tiêu hớn hở vinh rừng đốn gùi dưới sông Đà, vịt lội nhấp nhô ai lên cành đẹp thác bờ. Đền xuống mới vào đền cô, cảnh thanh xuân thiều quang mới soi tỏ. Chô tác bơ là thiên nữ sáng sinh, họ mường áo trắng đại sinh. Vầng trắng xinh vẻ mặt mi càng tươi, môi son nở đó hoa cười. Mọi nơi kêu cầu lễ ba thay ra hồi cũng
Nam yêu rõ ràng, Nam thương y, Nam yêu rõ ràng. Đến chú âm thanh cạnh vắng cạnh lâm tùng cạnh nghe ấy xôn xao đôi bên long hồ châu vào ý. Giữa lúc canh ba mì sớm tì hiện ra người mỹ nữ cung tiên hoa nón sâu áo sắc hải đường sai cô nàng cần mẫn đi dâng hoa trần gian ba nghi nhào điệu hoa thank you.
trên ngàn múa đăng cho hai hoa. Trần gian cứ ngỡ rằng tiền hai người lên trên ngàn múa đăng hai hoa. Trần gian cứ ngỡ rằng người mẹ hay lầu tiên chú đẹp làm sao à, anh đuốc tiền tỏa sáng lung linh bên nhau tiên chú đẹp làm sao sáng 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 người tiên nữ hôm nay về ta đến đây sáng 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 người tiên nữ hôm nay về vui vì bạn đến đây chọn đời sâu xa Chúa thì ban phát cho thế gian được nhờ người trần gian có bóng ngân thêm Chúa đời đời nguyện con công dân đơn sai nhất tâm một lòng hiếu trung mình bạn đến đây vui hát ca đón Chúa về đây đi đã nghe tháng này tăng đi cho thiên tôn đi lúa dây vòng lọc cho lắm vì đến đây đi càng nhiều bạn cho dài nhất đi sáng nhiều vòng lọc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa họ nguyện con khuya sớm đi phụng thờ 30 mùng một ngày 14 hôm rằm 30 mùng một hôm đi rằm 14
nơi vườn hoa treo. Khi xưa vẫn còn Chúa Trời phủ tía lầu son. Đến nghe mê linh ứng tiếng đồn đời nơi tam kỳ xuống ngự thành thời. Phục mang đi định bóng tôn